Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đến với Anh Dũng Fiction. Đây là bản tin nói về vũ khí của Nga. Hôm nay chúng ta nói về một cái loại vũ khí, tức là loại UV Cup của Nga được cải tiến. Và New Wish của Mỹ đã công bố là đây là cái loại vũ khí là gây ác mộng cho quân đội Ukraine. Trước đây chúng ta khái niệm về khối lập phương, máy bay không người lái Kamikaze Cup PLA của Nga đã được tạo bởi cái tập đoàn Sala Aero, một phần trong mối quan tâm của Kalashnikov. Nó được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2019 tại triển lãm quốc tế ở Abu Dhabi của UAE. Một trong những ưu điểm của nó là kích thước nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ, cũng như là khả năng khởi động ẩn không ồn ào và dễ vận hành. Đặc điểm của Cup là khả năng bay lượn trên không tới 30 phút và phát hiện mục tiêu, sau đó tấn công mục tiêu đó khi bổ nhào, đánh vào phần trên ít bọc thép nhất của xe tăng và các thiết bị quân sự khác. Khối lượng đầu đạn của UAV theo dữ liệu đã biết là khoảng 3 kg. Nhưng theo các chuyên gia phương Tây nói với Wired rằng hè năm 2023, Cup đã có thể được trang bị trí tuệ nhân tạo và cho phép nó độc lập lựa chọn mục tiêu và thời điểm tấn công. Kalashnikov cũng không tiết lộ đặc tính kỹ thuật chi tiết của UAV, và những tuyên bố này là suy đoán của Mỹ. Nhưng tại sao nó là cơn ác mộng đối với lực lượng vũ trang Ukraine? Thì ấn phẩm Newsweek đã trích dẫn trong cái tạp chí quân sự đưa tin rằng Cup mới sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm đối với quân đội Ukraine. Nguyên nhân là do đầu đạn OF Vulture 2.5 mới. Surat mô tả sự nâng cấp này như thể người Nga đã gắn thêm một chiếc búa tạ vào bụng của máy bay không người lái và bơm đầu đạn lên, khiến cho mối lập phương này trở thành một cơn ác mộng đối với kẻ thù. Newsweek cũng lưu ý trước đây Nga không thường xuyên sử dụng Cup vì đầu đạn của nó không đủ mạnh. Đầu đạn mới sử dụng chất nổ HMX, hay còn gọi là HMX Okophone, mạnh gấp 1,7 lần. Lực lượng vũ trang Nga đã thường xuyên sử dụng đạn sét hơn, và loại vũ khí được chuyên gia quân sự công nhận là một trong những loại vũ khí hiện đại nhất của quân khu phía Bắc. Người đứng đầu, ông Alan Lushnikov, đã thông báo về cái phiên bản mới của Cup UAV cho quân đội vào dịp trước Tết dương lịch. Khi phát sóng trên kênh Russia 24, thì anh ấy đã tuyên bố rằng đây là một bước đi rất là nghiêm túc, vì trên thực tế đây là một sản phẩm mới. Và theo Newsweek thì phiên bản mới của Cup có thể tấn công các mục tiêu mà áo giáp của Lancet không thể xuyên thủng. Là người đứng đầu công ty, thì ông Eduard Badasarian đã nói với là Newsweek là máy bay không người lái Kamikaze của quân khu phía Bắc thường được sử dụng cùng với các UAV trinh sát và có chức năng quan sát làm nổi bật mục tiêu, sau đó ghi lại kết quả của cuộc tấn công và phát đánh. Ít nhất hiệu quả này được đảm bảo bởi trường vật lý của UAV ở mức độ thấp. Chúng hầu như không đáng chú ý trong phạm vi của radar, nhiệt, nhìn thấy hoặc là âm thanh. Các chiến binh Ukraine chỉ thấy tiếng của máy bay không người lái đang đến gần vào giây cuối cùng khi đã quá muộn. Máy bay không người lái tấn công của Nga đã được nhận số cải tiến ở trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Vì vậy, vào tháng 8 năm 2023, người ta đã biết về sự xuất hiện của bệ phóng di động mới cho sản phẩm 53 phiên bản nâng cấp của Lancet. Như tạp chí quân sự đã viết, thì hệ thống này gợi nhớ một băng đạn tên lửa MLRS, bao gồm một số ống phóng, trong đó máy bay không người lái được cất giữ trong trạng thái gấp lại. Khi được phóng cùng nhau, Lancet có thể tạo ra một bầy đạn với tính năng nhắm mục tiêu tự động. Ngoài ra, ngày 9 tháng 1 vừa qua, thì phóng viên quân sự Alexander Slatkov cũng đã công bố sự xuất hiện của phiên bản thứ 3 của UAV bay lượn Granium Garand 3, mới được nhận động cơ phản lực Mini Tolo 4 mạnh mẽ, giúp tăng trọng lượng đầu đạn lên tới 300 kg. Theo nguồn tin của Ukraine, tốc độ của máy bay Granium đạt tới 500 km. Thì đây đúng là một thảm họa đối với Ukraine. Như chúng ta biết là chỉ có trong thực địa thực chiến thì người ta có thể hiểu được các cái loại vũ khí của đối phương cũng như của bản thân, và liên tục để mà thay đổi thiết kế, cải tiến để có thể là áp chế được đối phương, hạn chế của đối phương, đồng thời là có thể phát huy hết sức mạnh của vũ khí của mình. Thì cái chuyện này chỉ có Ukraine và Nga hiện nay là đang có thể nói là rất là coi như thành công trong cái vấn đề là cải tiến các loại UAV, mà đặc biệt là Nga có thể tự làm. Trong khi Mỹ hay Anh thì đấy những cái đất nước nó không có thực chiến, tất cả người ta toàn những cái vũ khí có thể nói là từ trước đây mà thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.